Những người mà làm gì mà lại ác thế, khai trừ người ta một lúc này mà đang dịch dã thế này, cũng thương cũng đấy, nhưng mà không có cách nào khác. Và làm từng bước như thế đấy, và bản thân các đồng chí đương sự cũng nhận ra được những cái sai sót khuyết điểm ấy. Đấy là điều quan trọng nhất. Thứ một cái quan trọng nữa là để một cái bài học chung để răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo những người khác đừng đi vào cái vết xe đổ ấy. Cái này nói mãi rồi, chứ không phải là thích thú gì đi kỷ luật đồng chí đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhiều lần tôi nói rồi, nhưng mà phải buộc phải làm. Nói như bác Hồ là thôi cắt bỏ một vài cái cành cây nó sâu mọt để cứu cả cái cây, chứ nếu không nó lan ra thì nó rất là nguy hiểm.